Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội của đài Radio AM 900. Buổi chiều hôm nay, chúng tôi, Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh và tôi là Mục sư Nguyễn Hiền, chúng tôi trở lại chương trình hôm nay và trên đường dây của chúng tôi có Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Chúng tôi xin kính chào Mục sư Linh. Dạ thưa, kính chào Mục sư Hiền, dạ kính chào quý kính giả thân thương, dạ Happy Valentine, thưa Mục sư. Theo Valentine cũng vừa mới qua được 1-2 ngày, dạ trong cái tinh thần của tình yêu thương, của tình yêu của đôi lứa, của gia đình, và cầu xin Thiên Chúa ban phước cho gia đình, cho tất cả mọi người có được tình yêu của Ngài để yêu thương nhau, yêu thương Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Dạ. Cảm ơn Mục sư Linh và cũng xin kính chúc tất cả quý vị thính giả ở trong dịp Valentine chúng ta có được những cái ngày mà hết sức là đáng nhớ đối với mỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta trong cuộc sống này và chúng ta có được yêu và yêu thì đó quả hẳn là một điều rất là hạnh phúc. Có một số người yêu nhưng mà lại không được yêu. Vì vậy đó cho nên buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nêu lên một số những cái câu chuyện xoay quanh cái ngày lễ tình nhân mà tôi nghĩ rằng có thể cũng đã để lại trong lòng của chúng ta, trong trí của chúng ta rất nhiều những cái suy nghĩ. Làm cách nào để rồi chúng ta có thể trở thành những cái người mà được người khác yêu? Và tại sao có nhiều người là trong cuộc đời này họ lại không được yêu? Suốt cuộc đời của họ có nhiều người họ đau khổ lắm, là bởi vì họ không có được cái tình yêu. Và có phải chăng đó là số phận? Có phải chăng đó là mỗi người thì nó mỗi cái hoàn cảnh thôi, chứ không có chi để mình phải suy nghĩ cả? Thế thì buổi chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về tất cả những vấn đề này. Và trước nhất thì chúng ta sẽ nói một chút về tình yêu. Theo một sư Linh thì yêu có nghĩa là gì? Và tình yêu nó có quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta hay không? Có nhiều người nói rằng tôi thất vọng về tình yêu lắm rồi. Dạ, kính mời mục sư. Có thể. Kính thưa mục sư và quý thính giả. Khi nói đến tình yêu đó thì tất cả chúng ta có thể nói là sinh ra được cha mẹ thương yêu, bồng ẩm, nuôi nấng, nuôi chiều, hay là được sống ở trong cái không khí của gia đình, của ông bà cha mẹ, hay là những người ở xung quanh ở trong cộng đồng, và chúng ta được yêu, tức là chúng ta yêu bằng cái kinh nghiệm, tức là chúng ta bày tỏ những cái điều mà mình yêu thương quý mến những người khác. Cái tình yêu nó là hành động, thưa mục sư, chứ nó không phải chỉ là một cái cảm xúc hay là một cái cảm giác nào đó nó bay bổng rồi thoáng qua hay là chợt đến chợt đi, nhưng mà nó là những cái hành động rất là cụ thể. Cho nên nếu mà chúng ta nói yêu đó thì là nó phải bày tỏ qua những hành động cụ thể. Ví dụ như cha mẹ yêu chúng ta thì ông bà đã hy sinh, đã đi làm, đã nấu những bữa ăn rất là ngon miệng, hay là đã hy sinh tất cả những gì của họ có thể làm để mà cho con cái được ăn ngon miệng, hay là được ăn ngon trong khi mẹ có thể nhịn đói, hay là cha có thể cực khổ đi làm để cho con có một cái món quà, hay là cái quần áo, hay là cái đồ chơi nào đó. Thì những cái hành động đó bày tỏ sự yêu thương quý mến đó, nó là những hành động. Khi nói đến mà một người mà nói là khi thất vọng trong tình yêu, có thể nói là tôi nói trong cái phương diện của người con trước, là ví dụ như đứa con nó có thể đòi vòi vĩnh là muốn quà, một cái kẹo, một cái bánh khi cha mẹ đi chợ về chẳng hạn, và không được cái bánh, cái kẹo, hay là không có,
vì hoàn cảnh gì đó, hay là hôm nay mình nghèo không có, thì cái cảm giác có thể nói là buồn vì không được yêu, không được, hay là cái người em, người anh, người chị ở trong gia đình được cái món quà tốt hơn, lớn hơn, thì cái người không nhận được cái món quà như mình ấy đó, thì lại nghĩ rằng cái người kia không thương mình, không thương mình nhiều bằng cái người khác thương mình chẳng hạn. Nó có nhiều cái khía cạnh, thưa một sư vật khán giả, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ nói nhiều hơn về cái ý nghĩa của cái tình yêu, và trở lại cái gốc hay là cội nguồn của tình yêu đó là Thiên Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta nói là mình muốn yêu đúng cái ý nghĩa đó, thì mình phải trở lại với cội nguồn, hay là học hỏi cái sự yêu thương đó, sự hy sinh đó từ Thiên Chúa, học ban cho, học giúp đỡ, học nâng đỡ khích lệ cho người khác bằng lời nói, bằng sự khích lệ, thì cái tình yêu đó nó có thể lớn mạnh hơn và sâu đậm hơn. Yêu thương nói đến sự tha thứ, sự chấp nhận người mình yêu, mà không phải là phải vì anh đẹp trai tôi mới yêu, hay là vì anh giàu có tôi mới yêu, hay là anh có chức vụ, có quyền hành, quyền cao chức trọng hay gì đó thì tôi mới yêu, hay là tôi yêu em vì em đẹp và nếu em không đẹp tôi không yêu, hay là nếu em không giỏi tôi không yêu. Nên nó có nhiều cái mặt mà có thể nói là của tình yêu, thưa mục sư. Dạ, cảm ơn mục sư Lên. Như vậy thì chúng ta thấy đó, tình yêu là không phải chỉ là cái cảm xúc, nhưng mà nó là những cái hành động, những cái hành động yêu thương, những cái điều mà nó có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Ở trong Thánh Kinh thì khi mô tả về tình yêu đó, thì Thiên Chúa mô tả và sử dụng cái hình ảnh của chính Ngài đã yêu nhân loại, để chúng ta có thể hiểu rằng đó là một cái tình yêu mà nó không giống như cuộc đời. Đối với cuộc đời này đó, quý vị thấy rằng đa số người ta yêu nhau là bởi vì người ta thấy người ta có tiền của, hoặc là có danh vọng, hoặc là có thể là có một điều gì đó họ thích, thì chẳng qua đó là thích chứ, họ là cần chứ không phải là yêu. Có nhiều người khi mà họ muốn kết hôn thì họ nói rằng sao tiền bạc anh có không, có thể nuôi sống tôi được không, và tôi cần một người nghĩa là có thể phải nuôi cho tôi, chăm sóc cho tôi, phải có đủ bao nhiêu tiền đó, và cuộc sống nó phải tốt đẹp thì tôi mới thương. Thì đó là những cái điều kiện cũng rất là bình thường, bởi vì con người người ta yêu và coi cái tình yêu nó giống như một cái sự trao đổi. Nếu mà tôi cho anh trái tim thì anh phải cho tôi lại tiền của, cho tôi danh vọng, tôi cho tôi nhiều điều. Và từ cái chỗ đó đó thì quý vị thấy rằng cái nguyên của tình yêu đó thì trong Thánh Kinh mô tả là một sự hy sinh, thưa quý vị. Yêu là hy sinh. Hy sinh để mà đem hạnh phúc cho người khác thì đó là yêu. Chứ không có yêu có nghĩa là thích. Có nhiều người lầm tưởng giữa cái yêu với cái thích. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy một ai đó dễ thương quá, một ai đó tài dỗ quá đi, một ai đó làm ra nhiều tiền quá, tự nhiên mình thấy mình thích người đó, và nếu người đó yêu cầu là kết hôn với mình thì chắc là mình sẽ rất là đồng ý, và mình mong đợi cái ngày đó có nhiều người tìm cách để mình chinh phục nữa. Thế thì quý vị thấy đó, tình yêu là tự nó không có phải là một cái gì đó đem lại cái cầu lợi cho bản thân. Yêu không có nghĩa là mình muốn lấy của người khác là cái gì, mà nếu mà lấy của người khác cái gì đó thì đó đâu phải là yêu, đó là chúng ta tham lam, và thậm chí đó là chúng ta ích kỷ thôi, chúng ta sống cho chính mình thôi, lợi dụng người khác chứ không phải là yêu. Tình yêu tự bản thân của nó là một sự hy sinh. Cho nên như Thánh Kinh mô tả cái hình ảnh mà Thiên Chúa yêu con người đó là Ngài ban cho. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 đó ghi lại rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy thì yêu là một sự ban cho, và ban cho cũng chưa phải là yêu nữa. Nếu cái chữ ban cho không, nó chưa phải là yêu. Ví dụ như bây giờ ai xin cái gì mình cũng cho hết, bất chấp cái điều đó nó tốt cho họ hay không, chúng ta cũng cho. Chẳng hạn như về con của mình, nó xin một cái điều gì đó không có ích lợi gì cho nó cả, nó xin để mà nó đi, nó mua có tiền để mà đi đua xe, để mà nó có tiền để nó đi casino ví dụ như, rồi mình nó xin cái gì mình cũng cho, bởi vì mình giàu có mà, cái gì mình cũng cho cả. Thì thưa quý vị, cái đó không phải là yêu nữa, mà là chúng ta nuông chiều và cuối cùng chúng ta làm hại người khác nữa. Cho nên bản thân của tình yêu, nó một cái tình yêu đúng nghĩa thì nó là
một cái tình yêu mà trong đó chúng ta mong đợi đối tượng mà chúng ta yêu đó sẽ có hạnh phúc thì mới gọi là yêu. Còn mà mình yêu mà mình làm cho người ta khổ, có gì người yêu mà làm cho người ta bị giày vò, bị sợ hãi thì cái đó không phải là yêu, mà đôi khi là mình thích thôi. Bản thân mình đương yêu mình chứ không phải là mình yêu đối tượng đó. Cho nên khi mình yêu một đối tượng nào đó có nghĩa là mình hy sinh và mình đem lại cái hạnh phúc cho họ, như Thiên Chúa đã hy sinh con của Ngài để mà ban cho nhân loại cái sự sống vĩnh hằng, thì đó là tình yêu. Như vậy thì trong cái nghĩa của tình yêu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này, trong nhân gian này, đa số là người ta có khi là không có phải là tình yêu. Mà đó chẳng qua đó là một cái gì đó người ta mang cái tính cách nghĩa là lợi dụng cái cơ hội để mà có thể vì người khác thích mình, người khác mê mê đắm mình, vì người khác bị thu hút bởi tài năng, bởi sắc đẹp của mình, thế thì mình phải lợi dụng, có nghĩa là mình tận dụng những cái gì mình đương có đó, những cái thế mạnh của mình đó, để mà mình tìm một cái lợi gì đó nơi người khác. Thì tôi nghĩ rằng đó không phải là tình yêu, mà đó chính là một sự trao đổi, đó chính là một sự gọi là chúng ta lợi dụng một cách ích kỷ. Cho nên trong dịp lễ tình yêu này, chúng ta cũng phải hiểu là mình có thật sự có tình yêu không. Bởi vì nếu mà mình không hiểu tình yêu thì mình cứ lầm tưởng hoài. Có nhiều người thậm chí kết hôn rồi họ nghĩ là yêu rồi đấy. Tức là sau khi mình làm đám cưới rồi, mình có cái tờ giấy hôn thú rồi, mình nghĩ như vậy thì mình đã yêu rồi, và mình tiếp tục mình không yêu nữa. Mình nghĩ rằng là xong rồi, yêu có nghĩa là khi đám cưới là xong rồi đấy, gọi là chấm dứt cái chuyện yêu rồi đấy, và bắt đầu chúng ta sống, hoặc là chúng ta sống theo cái bản năng của mình, sống theo những cái ích kỷ của mình. Và quý vị thấy có nhiều người trước khi gặp nhau đó thì trước khi mà đám cưới thì họ thương nhau lắm, họ quấn quýt với nhau và họ thấy cảm thấy cần lắm, nhưng mà khi mà họ bước vào cuộc sống rồi thì tự nhiên họ chán. Là bởi vì sao? Bởi vì trong đó người ta không có tình yêu nữa, tình yêu nó biến mất rồi, và bây giờ người ta bắt đầu lộ diện một cái con người thật, một cái con người ích kỷ, một con người kiêu căng, một con người tham lam, một con người là bossy, muốn cai trị người khác. Muốn gọi là người đàn ông thì muốn cai trị đàn bà, còn đàn bà thì ở bên Mỹ này thì muốn cai trị đàn ông. Và tôi thấy cái cảnh đó nó nhiều lắm, ai của họ cũng gọi là lấn lướt tìm đủ mọi cách để mà họ có thể thị uy và họ có thể điều khiển người khác. Thì tôi nghĩ rằng chính những cái điều mà chúng ta làm đó, đó là chúng ta đã không hiểu về tình yêu, và chúng ta biến cái cuộc sống của mình nó trở nên gọi là không còn là yêu nữa, mà rồi nó còn tệ hơn là một cái sự gọi là hợp tác, một cái sự trao đổi với nhau nữa. Khi bây giờ họ cảm thấy unfair, không có công bằng gì cả. Tại sao tiền của mình nó mất hết? Tại sao mình làm hoài mà mình không được hưởng cái gì? Tại sao mà người khác ở không còn mình phải làm hoài như thế này? Tại sao mình bị đối xử như thế này? Vân vân, vân vân. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái ý nghĩa tình yêu, để rồi chính chúng ta đó, chúng ta phải yêu cái đã. Có nhiều người muốn người khác yêu lắm, gọi là lúc nào cũng trông tại sao người khác không yêu tôi, tại sao người ta kết hôn rồi mà người ta là không không yêu. Như vậy là không đúng, vậy là sai. Có nhiều người cứ vin vào cái vấn đề là lề luật, cứ in vào vấn đề là bởi vì là mình đã đám cưới, thì tôi nghĩ không. Bởi vì tự tự bản thân của tình yêu nó là một cái sự hy sinh liên tục ở trong cuộc đời của mình. Mà Thánh Phaolô gọi đó là một món nợ mà mình phải trả suốt cả cuộc đời. Suốt cả cuộc đời không ai có thể nói rằng mình yêu đủ hết. Cho nên là mình phải trả. Nhưng mà cũng không có nghĩa là một bổn phận, có nghĩa là thôi, bởi vì đó là vợ của mình, đó là chồng của mình, cho nên mình phải yêu. Không, tình yêu nó là một cái gì đó tự nhiên. Nó rất tự nhiên. Phải không? Có nghĩa là bây giờ quý vị cấm họ đó, họ cũng yêu. Quý vị để ý những cái người mà người ta yêu đó, thì quý vị có bảo là đừng có yêu được, họ không có thi đừng, bởi vì cái yêu nó là một cái gì tự nhiên ở bên trong họ, chứ không phải là họ suy nghĩ tính toán có nên yêu hay là không nên. Không, vì vậy đó cho nên khi mà chúng ta có tình yêu, chúng ta ban phát ra tình yêu thì chúng ta nhận lãnh. Nó nguyên tắc là giống như mình gieo xuống thì mình sẽ gặt được đó. Khi mà mình mỉm cười với người khác, người khác sẽ mỉm cười với mình. Khi mình sừng sổ với họ thì họ cũng sừng sổ lại với mình. Cuộc đời nó như thế thôi. Khi mình hy sinh, khi mình đem lại những cái điều hạnh phúc cho họ thì họ sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Còn bây giờ mình gây tổn thương họ thì họ cũng sẽ gây tổn thương mình thôi. Mặc dầu đó là vợ, đó là chồng. Mặc dầu đó là những con người mà có thể
Thậm chí chúng ta đã cam kết. Cái chuyện cam kết là cam kết. Cam kết tức là chúng ta nghĩ rằng đó là điều chúng ta nên làm. Nhưng mà cái sự cam kết đó nó không có nghĩa là chúng ta không có tình yêu nữa, mà chúng ta vẫn phải giữ được cái cam kết đó. Người ta cam kết là ở chỗ khi người ta yêu thì người ta mới giữ, đúng không? Mà bây giờ người ta không còn yêu nữa, người ta trở thành hận thù rồi, thì làm sao mà để có thể người ta giữ được những cái điều người ta cam kết? Cho nên từ cái chỗ đó đó, quý vị sẽ thấy rằng là từ bản thân của tình yêu chúng ta đánh mất là bởi vì chúng ta không hiểu về tình yêu. Cho nên điều đó gây rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trong ngày hôm nay, ở trong cuộc sống, làm cho người ta chán ngán. Và có thể nói rằng nói tới tình yêu người ta nghi ngờ, ta nói thôi thôi đừng nói nữa, không có yêu gì nữa, không có yêu thương ai hết. Dạ, cảm ơn mục sư. Có thể nói trong cái lĩnh vực tình yêu, thưa mục sư, thì dĩ nhiên là có những cái vấp ngã, những cái lúc mình gọi là puppy love, là tình yêu bồng bột mới, hay là bị tiếng sét ái tình, rồi mình thích, mình thương và nhung nhớ một người nào đó, và rồi vì không có môn đăng hộ đối, vì những cái suy nghĩ gia đình nghèo, giàu nghèo, hay là gia đình anh như thế này, gia đình em như thế kia, người Bắc, người Nam, người Trung, người Huế, hay là đại khái là có những cái, rồi ngay cả những người Mỹ, rồi Mỹ thì Mễ, hay là Mỹ đen, hay là những người có da màu chẳng hạn, và tình yêu không biên giới, rồi tình yêu nó có nhiều muôn mặt như vậy đó, thì con người ta có thể nói là đến với nhau. Mình thích một người nào đó, và rồi cái tự nhiên đó là sau thời gian tìm hiểu và đi đến hôn nhân, thì có thể ngày hôm nay những người trẻ ngày hôm nay, những người sinh sống ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, thì những người trẻ đó vẫn yêu đó, nhưng mà không muốn tiến đến lập gia đình. Họ muốn co-ed, họ muốn co-op, hay là họ muốn sống chung với nhau, hay là cứ vậy để vậy thôi, không có muốn tiến tới. Người kia cũng không hỏi, mà rồi người con gái cũng không dám hỏi, hay là mình là đàn bà con gái mà giờ đi hỏi người kia cưới mình thì cũng mất thể diện, không được. Rồi cái anh chàng đó thì là vì nghĩ là mình nghèo, hay là không đủ tiền, đang để dành tiền, hay là vì lý do gì đó, công danh sự nghiệp chưa có đúng như mình muốn, chưa có nhà cửa như mình muốn, hay là người con gái kia đòi hỏi quá, và bây giờ tôi phải được cái gì đó trong vấn đề mà tài chính ổn định, hay là nhà cửa, rồi mới tiến tới, mới suy nghĩ đến chẳng hạn. Thì rồi người ta vẫn thích, hay là vẫn muốn nhau, rồi trong cái tình dục, trong cái sự ham muốn, họ vẫn sống chung với nhau như vậy. Nhưng mà họ sống chung như vợ chồng, vẫn trả bill, anh một nửa, tôi một nửa, nhưng mà không là vợ chồng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với luật của người Texas của mình đây đó, thì là mặc dù họ có thể sống chung với nhau trong một thời gian nào đó, thì nó vẫn kể là vợ chồng community property, tức là có gì đó thì là cũng chia đôi ra với nhau như vậy, và mỗi người đường ai nấy đi, nếu không còn thương, không còn chia sẻ gánh vác trách nhiệm như trước nữa chẳng hạn, hay là không thích nữa, không muốn nữa. Thì cho nên trong cái lĩnh vực tình yêu, thưa mục sư, là có những người coi hôn nhân như là một cái áo, thay đồ. Có người coi hôn nhân như là cái bàn chải đánh răng mình muốn thử, hay là về sống thử thời gian 5 năm, coi có hợp không, coi có được không, nếu được thì tiến tới, không được thì thôi. Hay là có nhiều cái như vậy, và nó không phải như vậy. Đối với Thiên Chúa, cái tình yêu của chúng ta với nhau, đó, và đối với Ngài đó, thì nó là một cái gì đó thiêng liêng, một sự kết nối ở trong hôn nhân, và Chúa muốn con người được sống hạnh phúc ở trong hôn nhân như vậy, và Chúa ban phước cho ở trong hôn nhân để con người có thể hiểu nhau, thương nhau và sống theo cái luật, có thể nói là yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, nâng đỡ và đem hạnh phúc đến cho nhau như vậy đó. Và có nhiều cái mặt khía cạnh ở trong hôn nhân để rồi con người có thể kinh nghiệm được gia đình, con cái, và cùng nhau xây dựng cái hôn nhân hạnh phúc đó. Dạ, cảm ơn sư Linh. Như vậy thì quý vị thấy đó, tình yêu là một cái sự nối kết, một cái sự liên kết, một cái sự làm một, tức là hai nhưng mà trở thành một,
Và trong Thánh Kinh thì cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh nói lên rằng là chúng ta không còn là sống một cách riêng rẽ nữa, nhưng mà cả hai trở nên một thịt. Kinh Thánh dùng cái từ hai người đó trở nên một, về xác thịt cũng là một, rồi về tâm hồn mà về tâm linh cũng là một, quý vị thấy đó. Tức là tình yêu là một sự làm một, phải là một sự kết hợp giữa hai con người, cả về phương diện thể xác, về tâm hồn và tâm linh. Và nếu mà chúng ta thật sự mà liên kết đúng nghĩa như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy có một cái cuộc sống hạnh phúc. Cũng giống như hai cái bánh xe mà nó có thể ăn khớp với nhau. Giống như hai vì chúng quý vị thấy cái ách đó, hai một con vật được được cột ra làm một, và nó cùng một mục đích, cùng một lối đi, nó cùng một cái công việc và niềm vui nỗi khổ gì giống nhau cả. Thế thì đó chính là chúng ta liên kết với nhau thông qua tình yêu. Vì vậy đó, cho nên thưa quý vị, trong cuộc sống này thì chúng ta thấy rằng là để hợp pháp hóa cái tình yêu thì chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân, đó là hợp pháp hóa. Và trong tình yêu thì quý vị thấy rằng việc hôn nhân cũng chưa chắc đã là trọn cái tình yêu, nhưng mà tình yêu sẽ được tiếp diễn khi mà chúng ta sau khi kết hôn rồi thì chúng ta phải sống đúng cái nguyên tắc của tình yêu, đó là một cuộc sống hy sinh, một cuộc sống công bằng, một cuộc sống yêu thương. Đấy, cho nên đó, nhiều người không hiểu cái nguyên tắc này và bắt đầu trong cái cuộc sống họ không có công bằng, họ không có yêu thương, và chính vì vậy đó cho nên cái tình yêu nó bị phá vỡ, hạnh phúc không còn nữa, mặc dầu họ vẫn còn hôn thú, mặc dầu họ vẫn ở chung trong một mái nhà, nhưng mà xin lỗi, có nhiều người gọi là họ thậm chí là thù ghét nhau, thậm chí là trái ngang với nhau ở trong cuộc sống. Và như vậy thì tại sao nó như vậy? Đó là vấn đề mà chúng ta nên suy nghĩ. Tại sao mà nó rơi vào trong một cái tình trạng mà các những nhà chuyên môn về hôn nhân đó thì người ta nói đó là một cái hôn nhân trống rỗng. Là nó trống giống như cái căn nhà trống không có cái gì hết. Giống như một cái gói quà mà trong bên ngoài nó gói đẹp lắm, nhưng mà thật sự ra bên trong nó là trống không có gì cả. Thế thì cũng vậy, nhiều người tô điểm ở bên ngoài một cái bình phong rất là đẹp, ai đó cũng thấy như là một cái gia đình gương mẫu hạnh phúc vậy đó, nhưng mà thật sự đó chỉ có hai người ở trong đó, họ sống ở trong cái ngôi nhà đó, họ mới hiểu được là họ có hạnh phúc hay không. Mà nếu không có hạnh phúc thì đó có nghĩa là hôn nhân trống rỗng. Và vì vậy thì tại sao cái vấn đề được đặt ra đó là tại sao nó là trống rỗng đấy, tại sao mà lại người ta nói giống như một nhà văn nói đó là tình yêu nó giống như một ngôi sao đẹp lắm ở trên bầu trời vậy đó, nhưng mà hôn nhân nó là một cái lỗ cống mà chúng ta đi chúng ta sập xuống dưới, có nghĩa là hôn nhân nó giết chết cái tình yêu. Và điều đó nó không có đúng hoàn toàn, nhưng mà trên thực tế đó thì nó cũng rất nhiều đấy, có thể nói như thế, rất nhiều. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng người ta bước vào cuộc sống hôn nhân thì thà rằng mà họ không biết nhau thì có vẻ tốt hơn, thà rằng mà họ không gặp nhau có vẻ là hay hơn. Nếu mà chúng ta gặp không có đúng người, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có một bài hát mà tôi tin là quý vị cũng đã nghe nhiều rồi, đó là cái bài Yêu Đúng Người. Đi đúng giày thì không đau chân, yêu đúng người thì không đau tim, mà chơi đúng bạn thì không có đau đầu. Như vậy thì nhiều khi trong cuộc sống này đó, mình thấy nếu mà nó không đúng thì đó không còn là tình yêu nữa đấy, vì nó không đúng mà, và vì chứ không có đúng, cho nên nó làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn. Nó làm như mình mang một chiếc giày, mình muốn mang đôi giày mình đi thì nó chỉ làm trầy trụa thôi, thay vì mình đi được thì cuối cùng cái đôi giày đó thà rằng bỏ cái đôi giày đó ra. Sự thật thì không có giày chúng ta không đi xa được, rất là khó. Cho nên Thánh Kinh nói là con người không có sống một mình, người ta sống một mình không có tốt, loài người sống một mình không có tốt, thì đó là ý của Thiên Chúa. Cho nên ai mà chủ trương là nó mình sống một mình thì tôi nghĩ rằng đây cũng là cái cơ hội chúng ta nên suy nghĩ. Bởi vì Thiên Chúa nói rằng không có tốt. Tại sao không tốt? Không tốt cả về cái cuộc sống, về sức khỏe, về mọi mặt.
chúng ta cảm thấy nó có rất nhiều vấn đề xung quanh đó, chúng ta cô đơn, rồi chúng ta cũng có thể bị rơi vào trong rất nhiều những cái trường hợp mà nhiều người gọi là đi dông dài, đi lang thang trong cái cuộc sống, và họ cảm thấy không có mục đích gì cả. Nếu có nhiều người làm ra nhiều tiền lắm, nhưng mà tiền bạc đó rồi dẫn họ tới chỗ cờ bạc rượu chè, chứ những người đó họ không có lý do gì để mà họ họ là giữ cái số tiền đó đó, là bởi vì họ nghĩ rằng bây giờ họ cô đơn thì họ sử dụng tiền bạc đó để họ đi ăn, đi nhậu, đi chơi bời đủ kiểu cả, và nó lại sinh ra bệnh tật, nó sinh ra rất nhiều những vấn đề. Vì vậy thì chúng ta nên suy nghĩ là con người ở một mình không có tốt, khi chúng ta sống một cách cô độc. Và chúng ta cần có một cái sự kết hợp, đó là ý của Thiên Chúa. Và đó cũng là lý do mà có nhiều người, cứ nói tại sao mà trong Tin Lành đó là mấy ông mục sư là ông lập gia đình. Không, đó là ý của Thiên Chúa, chứ không có phải, không phải cái vấn đề độc thân là nó sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, là có nhiều người cố gắng để sống độc thân. Có nhiều người nghĩ là bây giờ mình sống độc thân đó là một cái bậc cao hơn những cái bậc có gia đình. Nhưng mà thú thật thì thưa quý vị là lời của Chúa nói rằng loài người ở một mình không tốt. Và trên thực tế quý vị cũng đã thấy có rất nhiều người sống một mình không có tốt. Mặc dù bề ngoài thì nó tốt, nhưng mà nó tốt bề ngoài thôi. Nhưng mà thật sự ra sâu kín như nơi bên trong cái cuộc đời của người đó, ở trong riêng tư, thì quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc sống đó nó không có quân bình. Cái cuộc sống đó nó có rất nhiều những cái lỗ hổng. Và quý vị cứ nhìn vào đó, những con người sống một mình đó thì họ có rất nhiều vấn đề, họ không có bình thường, nhiều khi nó như thế. Vì vậy đó cho nên chúng ta nên đi trong cái ý chỉ của Thiên Chúa, đó là chúng ta nên sống một cuộc sống, đừng có ai có cái tư tưởng rằng bây giờ mình sống một mình ở riêng như vậy, mình không cần tới ai hết, mình có thể sống và mình có thể tự do để mình sống. Nhưng mà thưa với quý vị, sau một cái thời gian thì quý vị tổng kết lại, quý vị sẽ thấy rằng có rất nhiều vấn đề nó có thể xảy ra nếu chúng ta không có một người bạn đồng hành với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có một người bạn mà không đúng thì nó còn khổ hơn. Nó còn khổ hơn là chúng ta không có. Như vậy thì quý vị phân biệt như vậy thì rất là rõ. Tức là nếu mình có đôi giày thì mình đi xa được, mình đi và mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà nếu không có đôi giày thì mình cũng đi được, nhưng mà dĩ nhiên là không đi xa được. Nó có rất nhiều trở ngại, rất nhiều giới hạn của nó. Nhưng mà thà rằng không có đôi giày, nó còn hơn là mình mang cái đôi giày quá rộng hoặc là quá chặt, thì cuối cùng nó trở thành vướng chân cho mình. Nó trở thành là chẳng những làm đau, nếu nó không có đau đi nữa thì nó cũng vướng chân mà chúng ta không thể đi được. Cho nên rất nhiều cuộc đời mà quý vị thấy đó, họ giống như bị vướng vào một người nào đó, và cái người đó đã làm cản trở họ rất là nhiều, đã khiến cho cuộc đời họ nó đau đớn rất là nhiều. Vì vậy đó, cho nên chúng tôi phân tích như thế để cho tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy rằng chúng ta nên sống một cái cuộc sống khôn ngoan, và một cuộc sống nó mang cái tính cách khoa học, nó mang cái tính cách thiêng liêng đúng nghĩa, nó mang cái tính đạo đức nữa. Chứ không có nghĩa là chúng ta thấy ở những người độc thân hay quá, cho nên mình cũng bắt chước sống độc thân. Và như Thánh Kinh nói đó, không phải ai cũng có thể sống được. Đấy. Và có thể có một số người mà một cái hoàn cảnh nào đó họ không thể nào mà họ sống có người khác, có gia đình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là ai cũng có thể sống độc thân mà cảm thấy lòng của mình nó trong trắng, cảm thấy lương tâm của mình nó thanh sạch, cảm thấy rằng cuộc đời của mình nó hay hơn. Đó thì thưa quý vị, rất là khó. Cho nên từ cái chỗ đó đó, chúng ta biết rằng nếu mà mỗi người chúng ta trong cuộc sống thì chúng ta nên chọn cho mình một cái cách sống, mà một cái cách sống mà trong đó chúng ta nhẹ nhàng. Tôi nói ví dụ như bây giờ, nếu một người mà suốt ngày cái tư tưởng của họ cứ bị dày vò về cái vấn đề bởi vì họ sống độc thân, bởi vì họ khao khát, xin lỗi, họ khao khát về một cái tình cảm, tôi khao về tình dục, thì cái đó nó làm hoen ố cái tư tưởng họ rồi, lương tâm họ bị hoen ố rồi, họ cảm thấy xấu xa lắm, tội lỗi lắm. Đấy, bởi vì tại sao họ phải chiến đấu như vậy, trong khi đó một người khác họ có gia đình, họ không còn bị cám dỗ những cái vấn đề đó nữa. Họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và họ có thể thanh thản để mà bước đi. Vì vậy đó cho nên ở trong cuộc sống, đây là mỗi hoàn cảnh, mỗi người, thì chúng tôi chỉ trình bày vấn đề thôi để cho chúng ta thêm cái sự suy nghĩ ở trong cuộc sống, để chúng ta có thể xác định được cái cách nào để chúng ta sống và chúng ta bước vào ở trong một cuộc sống. Đừng cũng phải là vì ai cũng lập gia đình cho nên mình phải lập gia đình, mà đến tuổi rồi phải lập gia đình chứ, để người ta chê mình ế, để người ta chê mình tại sao mình không có người nối dõi. Đừng nghĩ đến điều đó, nhưng mà phải chọn lựa cho đúng.
Và theo mục sư Linh thì tại sao, cách nào để mình chọn cho nó đúng đây và cách nào để mình có được hạnh phúc đây? Dạ, xin mời mục sư. Thì tôi tin chắc rằng dĩ nhiên cái trong cái sự nói là suy nghĩ hay là điều thích của mỗi người đó thì ai cũng biết là giữa 7-8 tỷ người ở trên thế giới này đó thì làm sao mình biết được cái người đó là người hợp ý mình hay là một ý trung nhân hay là có người thì cầu nguyện, có người thì xin Thiên Chúa hướng dẫn. Mà tôi tin chắc rằng ở trong tất cả mọi sự đó thì dĩ nhiên nhìn trong cái nhìn mà lớn tổng quát đó thì Chúa có chương trình tốt nhất cho mỗi người và chúng ta phải có sự khôn ngoan chờ đợi ý định hay là sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Và rồi trong đời sống hàng ngày trong khi đi làm, đi học hay là những người ở xung quanh ở trong nhà thờ chẳng hạn, chỗ làm thì sẽ có người mình thích hay là cái người đó thích mình, rồi mình có thích người đó hay không, rồi có hợp hay không, hay là vừa mới nói chuyện một vài câu là đã thấy cãi nhau rồi, tức là cái ý người này luôn luôn là muốn control, muốn nắm đầu người kia, hay là mới rủ đi ăn một hai lần đầu đó thì là thấy cái người kia sẽ là người mà sẽ là chuyên viên đào mỏ vàng, tức là anh cho em tiền, anh cho em vòng vàng, anh cho em kim cương, anh cho em bông hay là xe hay gì đó thì hay là cái người có người mới mới gặp bữa trước bữa sau là đòi đi ngủ với con người ta rồi chẳng hạn, thì nếu em thương anh thì em phải ngủ với anh và rồi họ bị cuốn hút ở trong một cái cơn lốc của tình dục chẳng hạn, rồi họ nghĩ đó là yêu nhưng mà nó chỉ có thể là những cái cảm xúc, những cái sự thu hút của tình dục của trai trẻ chẳng hạn, rồi khi mà họ tiến đến hôn nhân một cách vội vàng và không có suy nghĩ thêm gì nữa mà đồng ý và về rồi sống chung hay là ở trong hôn nhân đó thì có thể lúc đó họ mới khám phá ra rằng đây là hai thế giới, một người ở trên quả tinh, một người ở sống ở trong mộc tinh chẳng hạn, hay là cả hai thế giới, hai cái thái cực khác nhau và không hiểu nhau, họ và họ họ tự hỏi là tại sao tôi hay là chúng ta lại đến với nhau như vậy và bây giờ bị kẹt ở trong cái hôn nhân rồi, bây giờ ly dị thì gia đình sẽ nghĩ như thế nào, cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào, hay là hàng xóm sẽ nghĩ như thế nào chẳng hạn, và rồi họ họ tất với nhau, bây giờ có một đứa đứa con và rồi họ nghĩ rằng nếu mà có hai đứa con thì có lẽ là sẽ vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn, nhưng mà sau khi make up, sau khi là làm hòa lại với nhau và sau khi ok bây giờ thôi mình có thêm đứa hai thứ hai rồi đứa thứ ba thứ bốn chẳng hạn, và rồi vì hôn nhân, vì trách nhiệm phải đi làm để nuôi những cái đứa con mà mình đã cho ra đời đó, và rồi vẫn vợ chồng vẫn cãi nhau, vẫn không hạnh phúc, và có người thì suy nghĩ rằng bây giờ nếu mà ly dị thì cha sẽ đứa đứa con nó không có cha, hay là cái đứa con không có mẹ, cho nên bây giờ họ phải bề ngoài thì có vẻ hạnh phúc lắm, bề ngoài thì có phải ra đường họ vẫn nắm tay nhau, vẫn đi ăn chung với nhau, nhưng mà có thể qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cái gì đó và hai người biết rõ rằng họ đang sống xa nhau rất là nhiều, và có thể là một trong hai người đang đang nghĩ rằng bây giờ thôi giờ chờ cho con nó tới 18 tuổi cho nó đi học lên đại học hay là nó lớn rồi nó hiểu rồi thì lúc đó hai người sẽ chia tay nhau và bình yên sống cuộc sống còn lại. Tại vì không thể nào mà chấp nhận hay là chịu đựng mà cứ sống trong cái hỏa ngục, cái địa ngục như vậy, trần gian như vậy. Đó, cho nên có những người đã bị tổn thương bằng lời nói, bị tổn thương bằng hành động. Ra đường thì có thể cái người đó nghĩ rằng vợ không còn đẹp như trước nữa, hay là không còn nuông chiều mình trước nữa, hay là cứ la rầy, hay là cứ mắng chửi, hay là đánh đập chẳng hạn, thì người ta có thể là đi tìm một cái tình yêu khác hay là một cái người nào khác đó, để một đối tượng khác để chia sẻ, để tâm sự, để bày tỏ cái gì đó mà sâu kín nhất mà không họ 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 bị đánh mất chẳng hạn. Thì đó có những cái nó nhiều lý do thưa mục sư và quý khán giả để đã làm cho cái hôn nhân đó bây giờ nó là nguội lạnh, nó trở thành cái địa ngục của trần gian chẳng hạn, thì con người ta bị tổn thương, không tha thứ cho nhau và xin lỗi rồi nhưng mà lại tiếp tục đi ăn vụng lẹo tẹo với người khác,
có chồng rồi nhưng mà vẫn đi muốn ăn nằm với người khác, có vợ rồi nhưng mà lại muốn được cô này cô kia để ý, rồi cà phê cà pháo ở ngoài rồi chỗ hắn chẳng hạn. Và thưa quý vị và thưa mục sư, có những cái đó nó đã làm cho như là những cái con chồn đó, nó cắn phá cái vườn nho tình yêu của con người hai người đó với nhau, và như vậy và nó cứ phá. Và rồi khi mà con người ta mở cửa cho sự không tha thứ, sự cay đắng nó hiện diện và họ không tha thứ cho nhau, thì những cái cứ như là cái nợ nó cứ chồng chất như vậy đó, và nợ con nó đẻ ra nợ nữa và không bao giờ trả hết, thì cái hôn nhân nó sẽ nặng nề ngột ngạt, và coi như là bây giờ là chết rồi nhưng mà vẫn còn biết thở, vẫn đi đây đi đó như vậy thôi, nhưng mà trong lòng đã chết rồi. Đó, cho nên chúng ta phải để ý cái chuyện gì xảy ra cho lòng của mình, và cái phương pháp vẫn là chúng ta phải clear những cái account đó, vẫn phải tha thứ, vẫn phải trở lại với cái tình yêu ban đầu. Và mình làm không được, nhưng mà có Thiên Chúa, có sự giúp đỡ của Chúa trong cuộc đời của mình đó, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ cho mình vượt qua được những cái tôi, những cái con người cũ của mình, hay là những cái ý riêng, hay là cái ý muốn riêng. Phải nghĩ đến cái việc cùng nhau xây dựng. Xây dựng thì khó, nhưng mà phá đổ thì rất là dễ, thưa mục sư, quý khán giả. Đó, cho nên chúng ta phải để ý coi mình đang ở trong cái mức độ nào ở trong hôn nhân, và nó cần phải làm như thế nào để tu bổ, để phục hồi, thì có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải nói. Dạ, dạ, cảm ơn mục sư anh. Như vậy thì chúng ta thấy đó là trong cuộc sống hôn nhân thì chúng ta có thể rơi vào trường hợp là sai, là một. Thứ hai là không phải là sai. Đúng, nhưng mà nó vẫn có vấn đề. Đấy, có nghĩa là nó vẫn có những cái trở ngại. Giống như bây giờ nếu quý vị, nếu mô tả cái hôn nhân, nó cũng giống như là hai cái bánh xe được ăn khớp với nhau. Thì thưa quý vị, trong cái quá trình đó, mà để nó có thể nhịp nhàng, có thể hai bánh xe đó mà nó hòa quyện nhau, nó có thể chạy đều nhau, thì quý vị thấy rằng nó vẫn còn có những bước đầu, nó vẫn còn có những cái cọ xát. Đấy. Và chúng ta không phải vì những cái chuyện cọ xát nhỏ nhỏ như vậy rồi chúng ta nó không đúng, không hợp. Có nhiều người như vậy đó, có nghĩa là có nhiều người nói là tôi người đó không hợp. Nhưng mà nó chỉ là một vài vấn đề nhỏ, đúng ra thì người ta có thể vượt qua được. Có nghĩa là giống như hai cái bánh xe đó là đúng số rồi đó, nhưng mà phải làm nguội thêm nữa đó. Phải tiếp tục là bôi trơn, phải tiếp tục nhiều thứ nữa, chứ không có phải là đưa bánh xe vào là nó sẽ chạy được đâu quý vị. Nếu dầu nhớt không có, nếu không có thì nó sẽ cũng rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà nó không phải rồi thì dầu cho quý vị có dầu, có nhớt, có đủ hết mọi thứ, có tiền, có bạc, có nhiều điều đi nữa, quý vị vẫn thấy là nó không đúng, rồi cuối cùng nó đổ vỡ. Thế thì chúng ta cần phải phân biệt, chứ không có nghĩa là chúng ta nói chuyện ở đây là mình nói qua rồi mình cái gì mình cũng nó không hợp, rồi mình cũng không có bao giờ mình cứ nghĩ là cái gì nó cũng 100%, có nghĩa là không cần phải gọi là mình chăm sóc nó. Ngay cả như hai cái bánh xe mình mua đúng rồi đó, ăn khớp rồi đó, mình về mình ráp không có gì sai hết. Nhưng mà trong quá trình đó quý vị phải thấy rằng để có thể bảo dưỡng nó, để có thể tiếp tục nó chạy tốt, và để có nhiều thứ còn phải làm nguội nữa. Vì vậy, chính vì vậy đó, cho nên khi là hai con người, khi chúng ta đến với nhau, thì thưa với quý vị, có thể chúng ta có nhận ra được điều này. Có nghĩa là nó hoàn toàn, chẳng hạn như bây giờ mình không biết gì hết, cuối cùng mình gặp ngay người si ke, ví dụ như thế, hay là mình gặp một tướng cướp đấy, hay là mình gặp một cái người gì đó mà họ quá gian dối đi. Họ là một cái bản chất kinh khủng á, mà nó hoàn toàn nó trái nghịch với mình, thì cái đó là không hợp rồi đấy. Đó là không hợp. Hay là ví dụ như như chú nói đó, là nhiều khi cái lòng tin của mình á, mình tin điều này mà người khác không tin, những người khác lại phỉ báng, người khác chà đạp chứ không có đi theo mình nữa, không có đồng ý, không có ủng hộ, không có tìm hiểu vân vân gì, thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là đổ vỡ. Nhưng mà nếu nó chỉ là những cái gọi là lợn còn ở trong cuộc sống, nó chỉ là những cái chuyện nhỏ ở trong cuộc sống, thì chúng tôi khuyên quý vị là chúng ta vượt qua.
Chúng ta phải tha thứ như sư Linh nói đó, chúng ta phải nhịn chịu, chúng ta phải bổ túc cho nhau ha. Chúng ta sẽ cố gắng để mà có thể trong một cuộc sống chúng ta vượt qua được những cái trở ngại. Nếu mình thiếu thốn về tài chánh thì cố gắng lên để có đủ tài chánh. Nếu mà bận rộn quá thì mình sắp xếp cách nào đó, bàn luận cách nào để mình, vì có rất nhiều gia đình bởi vì bận rộn quá mà có thể gây lộn rồi chia tay. Có nhiều người tiền bạc không có thì nó cũng đổ vỡ. Có nhiều người vì chẳng hạn như là cha mẹ, những người ở họ hàng can thiệp vào cái hôn nhân đó, có nghĩa là họ xen vào ở giữa vào hai người, họ ý kiến đủ thứ hết, ý kiến vấn đề giáo dục, vấn đề tiền của, vấn đề đối xử, vân vân và vân vân, thì nó làm cho nhiều gia đình họ giữa hai con người đó thì không có vấn đề, nhưng mà hai gia đình đó là có vấn đề. Và từ cái chỗ đó đó, quý vị sẽ thấy rằng đó là những cái chúng ta phải vượt qua. Điều quan trọng nhất là hai con người, chứ không có nghĩa là bà con mình, anh em mình, chị em mình. Cho nên cái vấn đề hôn nhân không là một cái vấn đề mà của cả dòng họ. Chúng ta đồng ý là chúng ta mời dòng họ đến để mà chia vui với mình, nhưng mà không phải là chúng ta phải hỏi ý kiến hết của dòng họ để rồi chúng ta có thể tiến tới một hôn nhân được. Cho nên từ chỗ đó chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ. Và chính vì những điều mà nó mang cái tính cách nó không có phải là thuộc về bản chất, mà nó là những cái hiện tượng, thì chúng ta phải vượt qua. Bản chất của nó không hợp, đó là bản chất. Giống như bây giờ tự nhiên cái bánh xe đó, đúng ra là mình phải mua cái loại bánh xe đó số 5, bây giờ mình mua mình đưa khác mất rồi, cái bánh xe số 2 mất rồi, thì nó CEO nó nghiến, nó làm nát hết và nó hư đấy, không thể sử dụng được. Nhưng mà nếu đúng y là cái đúng đó là bản số cái bánh xe số 5 thì tiếp tục nó có một chút gì đó trở ngại, mình phải cố gắng để mình vượt qua. Thì đó là cái lời khuyên của chúng tôi, và cũng đó là những điều mà Thánh Kinh luôn luôn nhắc nhở mình, là Thánh Kinh bảo rằng đừng có mang ách chung với một cái gì đó nó không cùng cái niềm tin, không hòa hợp với mình. Nếu mình mang một cái ách chung đó mình khổ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta đến chung với nhau và những người khác có thể dung chịu, có thể đi chung đường với chúng ta, có thể hòa hợp với chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta nên cố gắng để mà vượt qua. Và nó tùy nơi mỗi người chúng ta nhận định trong cái hoàn cảnh. Như một sư Linh nói đó là chúng ta xem xác định thử cái mình ở cái vị trí nào. Cái vị trí nó chỉ là một chút, chẳng hạn như là nhỏ thôi, những dù là chuyện nhỏ thôi, chúng ta phải vượt qua hết. Chứ chúng ta không thể vì cái chuyện nhỏ đó mà mình hủy bỏ hết. Mình nói rằng mình không hợp. Và có một số người vậy đó, sau khi họ nó không hợp thì họ đến với người khác, họ cũng không hợp tiếp. Bởi vì sao? Cái vấn đề nó là tại chính họ. Nghĩa là bản thân họ, họ không hiểu về tình yêu, chứ hay lúc nào họ cũng muốn làm quyền trên người khác vậy. Thì họ gặp người khác cũng như thế thôi, cũng sẽ không đồng ý. Hoặc là có những người thì quá là ích kỷ, cuộc sống như thế. Có những người thì quá hung hăng, vân vân. Thì nó cũng sẽ dẫn tới cái vấn đề là người khác, chúng ta cũng sẽ không có hạnh phúc. Cho nên cái sự thay đổi đó đôi khi nó là từ bản thân của mình, đến phía của mình nhiều hơn là phía của người khác. Cho nên trước nhất thì chúng ta phải sửa mình trước để chúng ta có thể hòa hợp. Và sau khi chúng ta đã làm tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ rồi mà nó không hòa hợp, thì đó mới gọi là vấn đề, là gọi là bản chất của nó không hòa hợp. Chứ không có thể nào chúng ta kết luận một vài cái chuyện nhỏ, chẳng hạn như hôm nay nói chuyện qua nói chuyện lại, hay là cha mẹ ý kiến gì đó và gây một vài cái hiểu lầm gì đó và rồi chúng ta nó không hợp, chúng ta chia tay nhau, thì cái điều đó là điều không có nên. Vì vậy đó, cho nên ở trong cuộc sống chúng ta cần phải xác định cho nó rõ cái vị trí của mình, và chúng ta phải xem xét thật kỹ. Khi mà nó có vấn đề như vậy thì chúng ta xem thử là mình coi thử là có đúng không, mình xét cái điều này nó có phải thật sự nó đúng không. Và nếu nó đúng thì mình sẽ cố gắng tiếp tục để mà vượt qua, hầu cho trong cuộc sống chúng ta sẽ không tiếp tục gọi là gây ra nhiều cái điều đau khổ cho người khác nữa. Cho nên cầu xin Chúa ban ơn cho tất cả quý vị và mỗi chúng ta để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Rồi bây giờ khi chúng ta sống vào thì làm cách nào đây? Cách nào để mà mình có hạnh phúc? Cũng giống như bây giờ xe quý vị đó, đường chạy đó, thưa với quý vị, nghĩa là mình mua xe là người ta ráp, nó kỹ sư là ráp đúng y rồi, xe đã chạy rồi. Nhưng mà chúng ta phải bảo dưỡng cách nào nữa đây? Chứ không có nghĩa là cái xe như vậy rồi thì về nhà là chúng ta cứ để đó chúng ta chạy. Có nhiều người không bao giờ thay nhớt. Không bao giờ thay nhớt. Chẳng hạn, rồi họ đổ những cái nhớt xấu vào nữa. Đấy, sai nữa, không có đúng, ít quá, hoặc là nó không có đúng nhớt. Thì quý vị tưởng tượng là cái xe đó nó sẽ làm gì? Nó ồn lên, rồi bắt đầu nó sẽ nóng lên, rồi nó sẽ cháy máy.
Ngay cả quý vị thấy cũng cần phải gia nhiệt, thấy không? Nước phải cho đủ, chứ còn xe tốt hết á, nhất đủ hết rồi đó, nhưng mà cái bộ phận gia nhiệt đó không đủ, quạt gió không đủ mạnh, rồi nước cũng không đủ, không đúng, vân vân, và một chút sai trật nào đó thì nó cũng sẽ làm trở ngại liền. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc sống hôn nhân nó cũng vậy thôi, nó không có đơn giản. Sau khi mà mình tìm đúng rồi đó, lại nó còn tiếp tục vấn đề nữa, và mình phải bảo dưỡng cho nó đúng nguyên tắc. À, thì theo Mục Sư Linh thì làm sao và trong cái kinh nghiệm thế nào để rồi chúng ta có thể có hạnh phúc, bởi vì nếu mà mình không có hạnh phúc thì mình đến với nhau quả hẳn đây là một cái gánh nặng tiếp, như một cái sự rồi trở ngại, nó không có đem lại phước hạnh. Đấy. Thế thì làm cách nào để chúng ta thật sự chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc? Mời Mục Sư Linh. Thưa mục sư và quý khán giả, có những cái nan đề hay là những vấn đề trong trong đời sống vợ chồng, giống như chén dĩa, ở trong cái sóng chén thì nó sẽ khua. Có những cái chưa hiểu nhau thì cần phải communicate, phải nói chuyện như thế nào để hiểu nhau. Anh nói như thế này, cái ý của anh như vậy phải không? À, cái ý của em như thế này phải không? Và đúng rồi, hay là và người ta có một cái mục đích, mục tiêu hay là một cái hướng tới để cả hai cùng nhìn về một hướng. Nếu trong hôn nhân mà vợ muốn cái điều này rồi chồng muốn cái kia, và hay là chồng muốn đi hướng này mà vợ không muốn theo, thì dĩ nhiên là nó sẽ hai người mà không đồng ý đi chung một đường đó thì không thể nào đi chung được, và rồi sẽ cãi vã về vấn đề tiền bạc chẳng hạn. Tiền này là của anh hay là tiền này là của em hay là của chúng ta, tiền này để trả tiền nhà bill bỏng nước chẳng hạn, rồi tiền để làm gì, đó. Cho nên về vấn đề quản trị tài chính là cả hai người có tin tưởng với nhau được không, hay là em thì muốn xa xỉ, sống một đời sống xa hoa trên nhung lụa, anh phải cung cấp mọi thứ cho em, nếu không có thì em đòi hỏi, em muốn cho bằng được. Em phải có xe mới đi với để mà khoe với bạn bè, tại vì con nhỏ bạn nó có chồng, nó giàu, nó có xe mới chẳng hạn, mà em đi xe cũ đó. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy, rồi có dẫn đi đi ăn, đi ăn phải đi ăn nhà hàng sang trọng, đi ăn buffet hay là đi ăn ở những cái casino ở resort này thì mới gọi là đi ăn, hay là mình 25-30 đồng một phần đó, thì bây giờ mình ăn ở nhà được không, hay là mình nấu gì đó làm chung rồi có cha mẹ đối bên đến ăn trong tiệc gia đình chẳng hạn được không, hay là phải như vậy đó. Có những cái phải như vậy, và theo cái một cái hướng của một người nào đó, người chồng hoặc người vợ chẳng hạn, thì không không compromise, không hiểu nhau, không thông cảm, chấp nhận được, không nghe được những cái ý của người kia, thì từ từ sẽ có những cái rạn nứt, từ từ sẽ có những cái tự nhiên là nó xa xa lìa nhau, và rồi người ta nghĩ là tình dục sẽ giữ cái hôn nhân, hay là cái sắc dục đó, cái đẹp đó sẽ giữ cái hôn nhân đó, nhưng mà rồi nó không đủ, nó sẽ là những cái gì đó chán, và đi kiếm những cái đẹp, những cái hào nhoáng ở bên ngoài, hay là đi ra ngoài sẽ được người ta khen, người ta chiều chuộng, về nhà không thấy cô vợ khen tiếng nào, về nhà nghe nhằn nhằn riết chán cái đầu chẳng hạn, rồi bực tức đó, không chịu tha thứ, không chịu hiểu, thôi giờ ý tôi không 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 hiểu thì thôi, và cứ như vậy thì từ từ cả hai nó sẽ đi ra và tách rời ra, đi hai hướng khác nhau, thì không thể nào mà tiếp tục được lâu dài. Đó là như vậy. Rồi có những cái ví dụ như người chồng có thể đi vô sở làm, thì cái cô thư ký đó, hay là cái cô mà assistant nào đó, anh hôm nay có vẻ có chuyện gì buồn phải không? Hình như có gì chuyện gì buồn, nói cho em nghe coi, em có hiểu thông cảm. Rồi người ta hẹn nhau đi ăn trưa, hẹn nhau đi ăn chiều, ăn một bữa rồi thì ăn bữa thứ hai. Rồi tới 6 giờ chiều rồi chưa thấy chồng về, tại vì bây giờ đang bận là họp ở hãng, nhưng mà đâu phải là bận là họp ở hãng, có khi là đang đi ăn với lại cái cô bồ nào đó hay là cái người nào đó chẳng hạn, và cứ như vậy và nói dối, thì những cái nói dối đó ban đầu nói dối tưởng không ai biết, nhưng mà nhìn lại cái phone record là biết người đó gọi như thế nào, gọi đang nói chuyện với ai, nói giờ nào đều có hết, và bao nhiêu thứ khiến cho con người ta không còn tin tưởng nhau, không còn tin cậy nhau nữa, thì
cái hôn nhân đó nó thành là cái địa ngục là phải rồi, và nó chỉ làm vấn đề thời gian thì họ sẽ phải chia tay nhau. Giờ không có con cái, không có cái gì để ràng buộc nữa cả, hay là không có trách nhiệm nào hết, thì nó là vậy. Nhưng mà rồi không phải là nói là bây giờ tôi ly dị hay là tôi kiếm người khác thì tự nhiên nó sẽ tốt hơn, vẫn chưa chắc như vậy. Hay là nó có những cái mà khiến cho con người ta phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều trước khi bước tới một bước nữa. Không biết người này sẽ hợp hay không, có hiểu mình hay không, có chấp nhận mình hay không, và bao nhiêu cái mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên trong cái tình yêu nó muôn mặt, thưa một sư và quý thính giả, và chúng ta cần phải có sự khôn ngoan, sự soi sáng của Chúa để những cái kinh nghiệm thương đau ở trong cuộc sống đó nó không phải là những bài học vô ích, nhưng mà nó giúp cho chúng ta trong cái cuộc hành trình trong những ngày sắp tới, khiến cho đời sống nó thoải mái dễ chịu hơn. Tại vì mình còn phải sống bình an, sống phải tĩnh lặng, hay là sống để làm được cái mục đích, cái sứ mạng nào đó mà Chúa muốn mình làm ở trên đất này, hay là mình phải enjoy cái cuộc sống, chứ không phải chỉ có như vậy rồi sống ở trong cái địa ngục đó hoài như vậy được. Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi chỉ nói một câu ngắn nữa để chúng ta kết thúc cái chương trình hôm nay, đó là thật sự ra đó, nếu muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải yêu. Đấy. Nếu chúng ta không hiểu về tình yêu thì chúng ta phải học, để chúng ta có thể học cách yêu. Còn nếu trong cuộc sống này, trên cơ bản đi, chúng ta thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ tôn trọng nhau, chúng ta sẽ hy sinh cho nhau. Và khi chúng ta sống một cách công bằng, một cách yêu thương, bởi vì chúng ta yêu thương mà, thì chúng ta sẽ thể hiện bằng những cái hy sinh của mình, ngay cả trong lời nói và trong tất cả mọi mặt. Thì khi ấy tôi tin rằng sẽ cảm kích được cái đối tượng mà chúng ta đương yêu đó. Họ cũng sẽ được thay đổi và họ cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên thời gian của chúng ta đã hết rồi. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Và kính chúc quý vị một mùa Valentine một cách rất là hạnh phúc ở trong tình yêu. Và Hội Thánh của chúng tôi tuần này chúng tôi cũng sẽ có một cái chương trình sẽ nói rất nhiều về tình yêu, hát về tình yêu, nhắc về tình yêu, đưa ra những nguyên tắc về tình yêu. Và chúng tôi kính mời quý vị đến với chúng tôi. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 832-670-2257, 832-670-2257. Và chúng tôi có chương trình 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Một tuần này chúng tôi sẽ là một tuần mà nói về tình yêu. Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự với Hội Thánh của chúng tôi. Xin rất là cảm ơn. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới. Và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần cũng như trong những dịp Valentine này rất là vui vẻ, rất là thỏa lòng, và nhất là có một cuộc sống hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị. Kính chào sư Linh. Tình yêu là món quà tuyệt vời.